Vâng, và vườn mai chiếc chè bông xin lại chào cả nhà nha. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà, đây em có một cái lô mai tự sáng nhỏ nhỏ mini rất là dễ thương luôn mọi người, nhìn nè. Trời ơi, nó sáng đẹp gì đâu luôn nha. Và nó đang làm nụ nha. Đó, cả nhà thấy cái nụ của nó không? Đang làm nụ nha, cái này nụ chơi Tết rất là ok luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi, cái lô này em bán 200 ngàn một cặp nha. 200 ngàn một cặp, 100 ngàn một cây, 200 ngàn một cặp, và em ship từ một cặp giảm 6 bao phí vận chuyển nha cả nhà luôn á. Đây nó như thế này nha cả nhà. Đó, rất là đẹp nha, cây rất là đẹp luôn. Rồi em quay cho cả nhà xem nè, nó được 2-3 nhánh gì đó. Cái này giờ chúng ta lấy bao và chơi Tết ok luôn nha. 200 ngàn một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây, giờ chúng ta hai chậu đẹp ra thì nhìn cây rất là đẹp luôn nha. Do không có thời gian cho nên em cũng không có quay qua thay chậu được nữa. Rồi, đây. Rồi, xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông nha. Đây, có cây nó uống rễ cũng đẹp lắm. Đây, đó, lắng xoắn rất là đẹp luôn nha. Rồi, chỉ 200 ngàn một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha.